Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hết quý 3 năm 2023 mới đạt 56,64% kế hoạch vốn. Trước áp lực về thời gian, các địa phương đã và đang có những giải pháp nước rút, dồn lực tháo gỡ những khó khăn nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra. Vì đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 khoảng 16.000 tỷ đồng. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 9 năm 2023 đạt 56,64%, tăng 18,15% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn ngân sách tỉnh hết tháng 9 đạt 48,18% so với kế hoạch được giao. Vốn ngân sách huyện và xã đạt 60,71% so với kế hoạch giao. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 10 đạt khoảng 69,06% so với kế hoạch giao. Bây giờ mình phải đề xuất một số khối thôi. Thành phố Vũng Tàu là địa phương có số dự án đầu tư công năm 2023 nhiều nhất trong tỉnh, gồm 41 dự án vốn nguồn ngân sách tỉnh. Với tổng số hơn 1.379 tỷ đồng, 82 dự án vốn ngân sách địa phương với hơn 800 tỷ đồng, tăng khoảng 13% về kế hoạch vốn bố trí. Hết quý 3 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Vũng Tàu mới đạt được khoảng 48,39%. Vốn đầu tư công lớn, số dự án nhiều là thách thức không nhỏ đối với chính quyền địa phương. Khó khăn lớn nhất của thành phố Vũng Tàu là công tác đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án, chủ yếu là do có sự chênh lệch về giá đền bù giữa các dự án do nhà nước thu hồi và dự án do các doanh nghiệp thỏa thuận hoặc do thay đổi về chính sách bồi thường tại các thời điểm cũng làm nảy sinh thêm nhiều phức tạp. Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng các dự án tái định cư để tạo quỹ đất sạch bố trí tái định cư, giao đất ở cho các hộ dân gặp vướng mắc nên khó khăn trong công tác vận động, chưa tạo được sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của các hộ dân bị thu hồi đất. Nhận diện rõ những vướng mắc khó khăn này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu các phòng ban chức năng tập trung hơn nữa rà soát và tăng tốc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng với những giải pháp phù hợp quyết liệt, tập trung vào các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tham mưu hướng xử lý các vướng mắc. Giải ngân vốn đầu tư cần phải khẩn trương hoàn tất các thủ tục để mà chúng ta có đầy đủ hồ sơ pháp lý tiến hành chuyển từ cái nguồn tạm ứng ngân sách thành phố sang giải ngân chính thức. Đất đỏ, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất của tỉnh. Tính đến hết quý 3 năm 2023 mới đạt 45,24% kế hoạch. Năm nay, huyện Đất Đỏ làm chủ đầu tư 85 dự án đầu tư công với tổng số vốn hơn 880 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách tỉnh đầu tư 6 dự án với tổng mức hơn 412 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách huyện. Trong số này có 8 dự án thuộc diện thanh toán khối lượng, 40 dự án nhóm chuyển tiếp, 18 dự án khởi công mới và 2 dự án chuẩn bị thủ tục đầu tư. Chiếm hơn 60% dự án đầu tư công năm 2023, tại Đất Đỏ là dự án giao thông, còn lại là các dự án xây mới, cải tạo công sở, trường học, kênh mương thủy lợi. Do đó, khó khăn lớn nhất vẫn là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Xác định thời gian để hoàn thành kế hoạch không còn nhiều, để đảm bảo tiến độ triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, cả hệ thống chính trị huyện Đất Đỏ đang rất nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Ủy ban huyện thì cũng đã có những chỉ đạo quan tâm sâu sắc. Thì hàng tuần, hàng tháng thì huyện cũng đã tổ chức những cái cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản hoặc là những cuộc họp để lắng nghe những cái khó khăn vướng mắc và từ đó có những cái chỉ đạo kịp thời cho các ngành phối hợp để giải quyết vấn đề khó khăn để đẩy nhanh tiến độ công trình. Thì dự kiến trong cuối năm nay thì đối với các dự án mà chuyển tiếp thanh toán khối lượng thì sẽ đảm bảo là hoàn thành theo đúng kế hoạch.
thì kế hoạch giải ngân sẽ theo đúng tiến độ đề ra trên hơn 90%. Năm 2023, huyện Xuyên Mộc được bố trí tổng vốn hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn tỉnh khoảng 420 tỷ đồng với 20 công trình xây dựng cơ bản. Có sự chuẩn bị từ rất sớm, hồ sơ đầu tư từ cuối năm 2022, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để các dự án đầu tư công tại huyện Xuyên Mộc được triển khai sớm ngay từ những tháng đầu năm. Chính vì vậy, tiến độ giải ngân luôn được đảm bảo. Xuyên Mộc đang là địa phương đứng thứ tư toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, với tỷ lệ giải ngân đạt gần 60%. Hiện nay, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công đã và đang được địa phương dồn lực để hoàn thành. Những điểm nghẽn về bồi thường giải phóng mặt bằng cơ bản đã được gỡ. Thế nên, trong những tháng cuối năm, huyện Xuyên Mộc tập trung chủ yếu cho công tác xây lắp, nhờ đó sẽ góp phần thuận lợi thúc đẩy hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công 2023. Rút kinh nghiệm những năm trước, khi mà kế hoạch vốn giao, thì huyện mới bắt tay vào cái việc mà chuẩn bị đầu tư. Cho nên cái công tác chuẩn bị đầu tư như là khảo sát, lập dự án, là triển khai cái công thiết kế, nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Đối với dự án mà hai bước phải tổ chức công tác đấu thầu tư vấn, nó chậm. Thì năm nay, bắt đầu từ cuối năm 2, thì cơ bản huyện cũng đã giao cho tất cả các chủ đầu tư chuẩn bị từ trước, thông qua hội đồng dân giao cái danh mục để triển khai công tác đó sớm. Cho nên là đến thời điểm tháng 4, tháng 5 là cơ bản những dự án đạt 80% khởi công. Xác định đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ đầu năm, huyện Châu Đức đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2023, huyện Châu Đức được tỉnh bố trí khoảng 218,6 tỷ cho 12 công trình. Trong 9 tháng đầu năm, địa phương này đã giải ngân được hơn 80%, đứng đầu toàn tỉnh. Trong 2 tháng cuối năm, Châu Đức tiếp tục chạy nước rút, phấn đấu đến tháng 12, cơ bản hoàn thành kế hoạch vốn được giao. Thời gian còn lại của năm 2023, các địa phương phải chịu nhiều áp lực với số vốn đầu tư cần giải ngân theo kế hoạch đề ra của tỉnh còn rất nhiều. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ đầu tư công đã được giao. Tỉnh triển khai thực hiện hàng loạt giải pháp mạnh như xác lập vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị tổ chức thực hiện dự án, chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chính gây chậm trễ. Đồng thời, tinh giản thủ tục hành chính trong quá trình triển khai các dự án, hạn chế chia nhỏ các gói thầu hoặc có quá nhiều nhà thầu tham gia. Lưu ý lựa chọn nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm. Yêu cầu các đơn vị xây dựng lại lộ trình thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện, chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao. Đặc biệt, để không xảy ra việc đùn đẩy trách nhiệm, tỉnh đã tiến hành cụ thể hóa trách nhiệm bằng giải pháp thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, ra soát để kịp thời điều chuyển nhân sự yếu kém, kiên quyết xử lý hành vi nhũng nhiễu tiêu cực trong quá trình triển khai dự án, thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.